Đố Quốc Việt Tuấn xin kính chào anh chị cùng toàn thể quý vị và các bạn. Lúc này là 6 giờ 20 buổi tối thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Tức là vào ngày mùng 1 tháng 12 tháng Chạp, đầu tháng mới âm lịch. Và tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Tuấn, chủ kênh Đố Quốc Việt Tuấn. Và nhân dịp ngày đầu tháng mới thì cơ sở của chúng tôi cũng xin được kính chúc toàn thể quý vị và anh chị có một tháng mới thật là vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Và ở trong cái video clip ngắn này thì hôm nay thì cơ sở của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể quý vị một chiếc sập mai điều cũ tái được làm theo lối cổ, chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình, hàng siêu VIP và đỉnh cao luôn. Chiếc sập này thì có kích thước là chiều dài 2m1 và nhân chiều sâu ở trên mặt sử dụng là 1m70 và nhân chiều cao từ mặt đất lên mặt sập kia là 59 phân. Và mặt sập thì là mặt hai lá một tấm gỗ bông làm đôi và lá mặt sập là dày đủ đậu 2 phân. Thì quý vị nào mà thực sự có nhu cầu mà muốn sở hữu một trong những chiếc sập mai điều hàng khủng như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp cho đơn vị của chúng tôi thông qua hai số điện thoại là 083 626 9999 hoặc qua số Zalo là 0985 230 888. Và địa chỉ cửa hàng của chúng tôi là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội. Hoặc quý vị có thể đến khu tượng đài thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội để trực tiếp mục thị cái sản phẩm này mà chúng tôi trưng bày. Và sau đây thì tôi sẽ đi vào đường nét chi tiết nhất của chiếc sập này để gửi tới toàn thể quý vị. Và cách đây chừng vài hôm trước thì chúng tôi có bán cho một anh khách hàng ở Thanh Trì, Hà Nội. Anh cũng về mua một chiếc sập tương tự như này. Hôm ấy chúng tôi bàn giao mấy món, đó vài món. Và trong đó số đó có một chiếc sập tương tự như này. Và hôm nay chúng tôi lại về được chiếc sập như này để gửi tới toàn thể quý vị, phục vụ quý vị trong những cái ngày cuối năm và để chuẩn bị đón chào năm mới xuân Tân Sửu âm lịch. Đó, và sập này thì đã được cơ sở của chúng tôi là hoàn thiện rất là kỹ giấy giáp cũng như là xi sáp rồi, đánh trơ vân gỗ theo đúng lối cổ. Và sau đây thì tôi sẽ đi vào đường nét của chiếc dạ tiền trước để cho quý vị xem. Ở đây là toàn bộ. Đó, tôi review chợ máy quay toàn bộ cái mặt tiền, mặt chính ạ. Dạ tiền. Và dạ tiền này là dày là 8 phân đậu, thưa quý vị, rất dày, hàng siêu dày luôn. Đó. Và do thì công việc những ngày cuối năm rất là bận rộn, đâm ra chúng tôi giờ mới có thời gian để quay gửi được tới toàn thể quý vị vào buổi tối như này. Và đây dáng chân này ạ. Dáng chân này là dáng chân cây mai. Đó, đây là cây gọi là sập mai điều thì tôi đã giới thiệu rồi. Những sập trước nhưng mà tôi sẽ giới thiệu lại. Đó, quý vị thấy dưới là chân quả găng. Và đây là quý vị hình dung đây là đục người thợ thổi hồn vào lòng gỗ. Thổi hồn ra đây chính là một cái gốc cây mai. Đó, rất là cằn cỗi. Có các cái mắt mấu của cái gốc cây. Đây, phải tôi quay dáng như này cho quý vị dễ ngắm, dễ nhìn. Và hàng được đục thủ công bằng tay. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Đó, và phần này là cái gốc cây mọc đua ra, có những cái cành cành non đây ạ. Mọc ra có những cái lụ hoa rất là đẹp luôn, mắt mấu của thân cây. Đây, và những cái tè ra rất là đẹp. Và gỗ thì lành lặn đến 99%. Và đây là những chú chim điều. Đó, người nghệ dân thổi hồn vào rất là đỉnh cao luôn ạ. Từ đầu mặt, mắt mỏ, cánh, đó, rất là đẹp. Và vào đây thì những cái cây theo chiều 3-4D luôn. Nhìn cái trên này, đó, đục mắt mấu cây ra rất là già, như cây bonsai luôn. Và trên này thì là đục chạy hạt bột. Cùng với đó là một đường chỉ, một đường cổ soi động. Đó, và trên này là thành mặt soi ống tơ cũng như soi lưỡi trậu, rất là đẹp luôn, đúng theo dáng lưỡi cổ của các cụ ngày xưa. Và ra đây là những quả đào cùng những cái lá đào và những cái lũ cành ra. Và phần chính này là hai con chim điểu đối đầu nhau. Đó. Và quý vị cảm nhận là hai cây mai mọc ra. Đó, mọc ra thì đấu đầu vào giữa này. Đó, hai cây mọc ra đấu vào cái giữa khánh như này. Đó, có những quả đào và những chú chim. Rất là đẹp luôn. Từ các ngón chân, mắt mò cực kỳ thần thái luôn, và những bông hoa, những quả đào. Càng nhìn càng say. Và bên này cũng tương tự như bên kia. Phải, chúng tôi nói sơ lược qua thôi. Quý vị nào mà thực sự có nhu cầu thì đến trực tiếp chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn, cũng như là giải thích cặn kẽ hơn. Và quý vị thấy là gỗ thì nục lạc, lành lặn, không có rác mọt. Và chúng ta sẽ đi sang chiếc dạ ngang. Dạ ngang đây đục cũng như vậy. Đó, đây ạ, quý vị thấy là đục cũng như vậy, nhưng một số chi tiết sẽ giảm bớt do cái khổ này nó ngắn hơn, để cho nó không bị rộng, bị mong. Cũng là những chú chim điều, cây cối, hoa lá cũng như vậy. Đó, quan trọng là quý vị xem chất gỗ rồi, nó không nứt này. Và chúng ta sang bên này thì nó hơi chật một chút. Cửa hàng chúng tôi thì kê rất là nhiều đồ, cho nên nó hơi khó quay. Và tiếp theo chúng ta lên trước mặt. Đây là trước mặt, quý vị thấy đấy ạ. Đây là đôi mặt này là hai lá, lá mờ.
hai tấm này là cùng là một cục bong ra, đều là cùng vân như nhau đấy quý vị thấy ạ. Do tôi quay bán tối đâm ra ánh điện nó vào, đâm ra nó mờ, nó giảm quý vị. Thế đến thực tế thì xem vân gần rất là nhiều, đẹp hơn rất là nhiều luôn ạ. Đó, và hàng thì không nứt nẻ gì cả, và lá dày đủ đậu 2 phân, rất dày. Và vân này ạ, vân đẳng cấp luôn. Để tôi quay cho quý vị xem này. Đó, nó bị mờ đâm ra là nhìn hơi khó nhìn. Sắc vân cực đẹp luôn, và chúng tôi cam kết là không phải là vân vẽ. Nếu quý vị đến kiểm tra mà thấy vân là đây là vân vẽ thì tôi sẽ kỷ niệm luôn quý vị cái sản phẩm này luôn. Đó, rất là nhiều quý khách hàng có hỏi là có phải là vân vẽ không. Đâm ra chúng tôi phải đính chính lại. Và đây ạ, đây là thành. Cũng nành nặng tuyệt đối. Và ngoài cái sản phẩm là chiếc sập mai điểu này ra thì đơn vị của chúng tôi còn bán rất nhiều những mẫu mã sập khác. Kính mong quý vị có thể về trực tiếp tại đơn vị của chúng tôi để xem một cách chi tiết nhất. Và sau đây tôi xin quay lại tổng thể một lần nữa cái sản phẩm này để cho quý vị có cái nhìn tổng quát và bao quát nhất của cái sập mai điểu này ạ. Đó, nó quá đỉnh cao luôn. Và quý vị thực sự có nhu cầu vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại trên màn hình kia. Và quý vị xem video thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cúc Bùi Tuấn để không bỏ lỡ bất cứ một video clip nào mà chúng tôi đăng lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.